Hello, xin chào anh em. Hôm nay vào một buổi sáng sớm mình lại đi rừng nhé anh em nhé. Thời tiết mưa báo rất là ẩm ướt anh em ạ. Vì sự ham mê, hôm nay mình lại đi rừng thăm bầy nha anh em nhé. Mình đã đến khu bầy hôm trước mình vào một con cá mèo kia rồi. Và hôm nay lại tiếp tục đi thăm. Mời anh em theo mình thăm bầy nhé. Thăm bấy thôi anh em ạ. Đây, đây là cái bấy đầu tiên. Vậy là cái bấy đầu tiên đã không vào em gì rồi anh em ạ. Kinh nghiệm của mình là đặt bấy là lúc nào cũng gác qua một cái cây khô nhé anh em nhé. Khi con thú đi lại thì là nó sẽ phải vượt qua cái cành cây kia và nó sẽ dính bẫy. Đấy là kinh nghiệm của mình đấy anh em ạ. Trời đã hửng nắng. Bên này là đây là một cái đỉnh đồi nhá, nó dốc về hai bên nhá anh em nhá. Bên này là bên của người dân tộc Phạn Sình nhá, còn bên này là bên dân tộc mình là dân tộc Tày. Thì là đỉnh này là giáp nhau với hai hai thôn. Đồi thông bên này là của bên Phạn Sình nhá anh em nhá, còn bên này là bên người Tày, gọi là dân tộc mình ấy. Đã lên cái bẫy tiếp theo nhưng mà cũng không dính em gì anh em ạ. Mưa gió như vậy cái những cái bẫy đã bị trơ đi, và mình sẽ vùi thêm ít ít đất. Mưa ẩm này vùi đất rất là khó anh em ạ. Bởi vì là mình muốn kiếm tí đất mùn thì cũng không được. Vì vậy là phải đợi để nắng nha anh em nhé. Nắng xong là mình sẽ sửa lại bẫy. Thôi đi thăm những cái bẫy tiếp theo. Đây, mé bên này là đồi của bên người dân tộc Phạn Sình nhé. Đây, hất về bên này là bên của người dân tộc Tày mình nhé anh em nhé. Còn bên đồi bên này là của bên người dân tộc, gọi là dân tộc Phạn Sình ấy. Họ đang cạo nhựa, khai thác nhựa nhé anh em nhé. Đồi ở bên mình này là gần như là vẫn là nguyên sinh nhá anh em nhá. Chưa, rất là đi lại rất là khó khăn và xa xôi. Vì vậy là người dân chưa chưa khai thác để cải tạo lại để trồng những cái loại cây khác có năng suất hơn. Và vấn đề tự nhiên đi lại xa và rất là khó khăn, đâm ra là rừng vẫn là rừng nguyên sinh.
Mình lại tiếp tục thôi. Đây, toàn là cây rừng nhé anh em nhé. Đây là cái bẫy dây của mình anh em ạ. Nó không vào em gì. Và đây một cái bẫy nữa anh em ạ. Nhưng cũng không vào em gì luôn. Ở trong này có một đàn gà lôi nhé anh em nhé. Mình đã nghe tiếng nó kêu rồi. Đấy, anh em có nghe thấy không? Nó ngay trong trong này thôi. Mình xuống thăm một cái bẫy ở dưới này nữa xem có bà con gì không, không là mình rút lui lên trên kia để đàn gà lôi nó ra nó vào bẫy nha anh em nhé. Ồ, vậy là cái bẫy của mình đã vào một em gì rồi anh em ạ. À, anh em có nhìn thấy không? Đấy, cái bẫy của mình đã dính một em trộn mướp anh em ạ. À, đấy. Đấy, anh em có nhìn thấy không? Vậy là mình đã lại dính được một em chồn rồi. Đấy. Đấy nha anh em nhé. Mình cũng không muốn quay cận cảnh cho em xem, anh em xem vì có rất nhiều anh em bảo là mình bẫy những cái loại thú này rất là sợ kiểm lâm nó ấy, thì mình cũng hạn chế quay nhá anh em nhé. Cái đoạn bắt này mình không thể quay cho anh em xem là mình bắt được nhá anh em nhé. Đấy, mình chỉ quay vậy thôi. Đấy, kết quả hôm nay thăm bẫy của mình là vào một em, và mình sẽ gỡ bẫy nhanh và mình sẽ gài lại bẫy. Có một đàn gà lôi ở bên trong này rồi anh em ạ. Chiều nay là nó sẽ ăn và nó sẽ ra dưới này và nó sẽ ra khu bẫy mình đấy. Mình sẽ tạm dừng, mình bắt xong mình sẽ lại quay đi thăm những cái bẫy tiếp theo nhé anh em nhé. Đây, kết quả của chuyến thăm bẫy hôm nay là bán được một em và mình lại đi thăm những cái bẫy tiếp theo nhé anh em nhé. Còn cái bẫy cuối cùng nữa nha anh em nha. Mời anh em theo mình thăm cái bẫy cuối cùng nữa. Trời bắt đầu hửng nắng nha anh em nha. Đấy, hôm trước mình quay cái thành phố xa tít chân trời. Toàn đồi núi thôi anh em ạ. Cái khu thấp thấp ngoài kia, chỗ vàng vàng kia, có nắng kia là toàn là ruộng vườn nha anh em nhé. Đấy, còn có một cái nhà ngay ở cái khe đồi bên dưới mình này. Đấy, họ vào tít trong khe để làm nhà, xong là trồng cây trồng hồng nhé anh em nhé. Còn cái bẫy cuối cùng nữa thôi, không biết là kết quả nó sẽ như thế nào. Rất là rậm rạp anh em ạ. Đi lại nó cũng rất là khó khăn. Đây là cái bẫy cạm nha anh em nhé. Đúng, chạm vào em gì. Đây nha anh em. Khi những cái bẫy mưa xuống nó đã vùi rất là chắc thì mình phải nhấc lên. Nhấc lên để đặt lại.
là bẫy nó sẽ bị nhạy hơn nha em nhé. Mình sẽ ấy lại như thế này, và mình sẽ lại vùi ít đất, những cái chỗ nào bị hở ấy là mình lại vùi lại nha anh em nhé. Cái quan trọng nhất của mình đi bẫy là đặt cái cây này qua trên cái vành, cái vành bẫy nha anh em nhé, vành cái tai bẫy này nhé, thì là lúc nào mình cũng cũng đặt qua trên, khi con thú nó bước vượt sang thì là nó rất là chắc chắn là chúng bẫy nhé. Còn có nhiều bạn không đặt để cái bẫy tự nhiên thì là nó hay vượt qua và bẫy. Có con chim gì kêu ở dưới này rất là to anh em ạ. Còn có một cái bẫy dây nữa, mình sẽ thăm nốt cái bẫy dây nhá anh em nhé. Đây, cái bẫy dây của mình nữa nhưng mà cũng chả vào em gì. Thì mình cũng quay ở đây thôi, không cần phải xuống bên dưới nha anh em nhé. Vậy là kết quả của chuyến thăm bẫy ngày hôm nay là được một em chồn nha anh em nhé. Đây là một em chồn để trong trong bao rồi. Đây, em chồn trong này nhé anh em nhé. Đấy. Mình sẽ không quay cho anh em xem nữa. Mình đã để trong bao rồi. Và mình nói sơ cho qua cho anh em, những anh em nào bắt đầu đi đặt bẫy nhé anh em nhé. Và ở chỗ những anh em có nhiều cá mèo ấy thì là anh em bẫy là cạnh những cái bụi rậm nhé anh em nhé, không phải là bẫy ở đường như như ở đây là mình cũng có một cái đường lên đây, nhưng mà mình cũng không hay bẫy ở đường đâu, bởi vì là cá mèo thì là nó hay ở bụi rậm, nó sẽ ra đường, nhưng mà ra đường thì nó sẽ tạt ngang thôi, nó không phải đi theo đường nhé anh em nhé. Thì là thường thường nó đi kiếm ăn nó toàn trong ở những cái rậm, thì là nó sẽ ngó nghiêng lên những cái bụi rậm xem có chim thú gì nằm ở trên thì nó sẽ mò lên để đó bắt, là thường thường là nó hay đi đi bụi rậm. Vì vậy là mình phải đi vào trong những cái bụi rậm mà mình khắc tạo một con đường riêng nhé anh em nhé, một con đường chỉ cần một đoạn thôi, không phần cần phải là làm cái khoảng đường dài đâu, mình chỉ một đoạn tầm 5 mét như này là mình khơi một cái con đường riêng mà mình sẽ đặt bẫy ở dưới đấy và nó sẽ hay vào. Cá mèo, đặc điểm cá mèo là như vậy nha anh em nhé. Thôi mình cũng chỉ nói qua vậy cho anh em biết là như vậy thôi, còn mình sẽ kết thúc video tại đây và buổi thăm bẫy tiếp theo thì mình sẽ lại quay cho anh em xem. Thôi xin chào anh em. Những anh em nào xem video cảm thấy hay thì hãy nhớ đăng ký nhé và like để ủng hộ kênh nhé anh em nhé. Để mình sẽ có thêm động lực để làm những video tiếp theo. Thôi, tạm biệt anh em.